theo bạn thì hội họa nào đã để lại cho bạn nhiều ấn tượng và đặc sắc mà bạn cảm nhận sâu sắc nhất về nó, thì xin mời bạn hãy chia sẻ với mọi người. Chị Văn Cẩn là người thứ tư trong danh sách tứ kiệt với hội họa Việt Nam, còn gọi là tứ cẩn. Ông là đã để lại cho nền mỹ thuật nước nhà những tác phẩm tiêu biểu và giá trị cao về nghệ thuật của tứ liên quan. Tôi đã rất ấn tượng với ông về tác phẩm Em Thúy, một bức tranh sơn dầu ông sáng tác năm 1944, có thể nói là đỉnh cao của nghệ thuật và cũng là đỉnh cao của Việt Nam. Với được hiện chân thực nhẹ nhàng không khoa trương cường điệu, Trần Văn Cẩn đã níu kéo và lưu giữ người xem bằng vẻ đẹp thơ ngây trong sáng. Ông không hề quan tâm đến trường phái khi vẽ mà chỉ cố theo lên cái thần thái của những nhân vật. Trong phong cách nghệ thuật, ông cũng làm một số ít các họa sĩ có sự thể hiện nghiêm với nhiều chất liệu để loại khác nhau và chất liệu thể loại là những được tác phẩm thành công. Ông cũng là một trong những họa sĩ đi đầu trong thể hiện sáng tạo với chất liệu sơn dầu ba để làm trên sơn mài. Đưa sơn mài trở thành chất liệu hội họa nổi tiếng và nhất đặc trưng của hội họa dân tộc Việt Nam. Cảm ơn bạn với những chia sẻ trên đã mang đến cho người đọc biết thêm về những nghệ sĩ Trần Văn Cẩn. Và xin cảm ơn khán giả đã theo dõi chương trình. Xin cảm ơn.